có sáng tay viết lên đây lời yêu thương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trong tim cứng ngỡ này. Câu chuyện đã dẫn xa xôi, niềm tin không ai biết tới. Hai người sống ở hai nơi, từ lâu không đi sát nơi. Chỉ thương có người vẫn ngoài tìm kiếm nhiều người. Mỗi khi nhớ đôi mắt biết như người xưa. Ngày cô ấy đi theo chân ai đó, hàng tay ba ba từ xa trong tim cùng sống như vẫn còn thứ gì. Không ai yêu cô vô vì tình yêu những đứa trẻ có gì. Vô vơ nhanh quá không biết sao từng từ đêm dài.
Thank you.
Thank you.
dẫn dắt.